Bốn khùng hả? Sao mặc vào đồ này? Vừa nghe điện thoại cái là ông đi liền à? Ông muốn chọc điên tôi phải không? Bà nói cái gì vậy? Mấy anh chị em về hưu trong hội quân y á, cùng nhau đi chống dịch. Tôi là bác sĩ cứu người cả đời, dịch bệnh gì mà tôi ở nhà sao được? Ông coi cái bộ đồ này ra cho tôi. Đừng! Chống dịch á thì có nhà nước lo rồi, tụi thanh niên cai trẻ nó lo. Ông già rồi làm được cái gì chứ? Ủa ba, ba mẹ có chuyện gì ồn ào vậy ạ? Lan Anh hả? Con vô nè, con coi ổng nè. Già vậy rồi á, còn đòi đi chống dịch chống dẹo thì nó không biết nữa. Mẹ cản á, mình cũng không được nữa. Rồi đi như vậy, lỡ có làm sao? Bà nghĩ cái gì vậy? Tôi là bác sĩ, lỡ làm sao là thế nào? Phải đó mẹ, con đồng ý hai chân hai tay luôn. Lại còn cả con nữa. Trời ơi, sao tôi khổ thế này nè trời. Ba đợi con xíu ha. Ba, cho con theo với. Hai cha con ông á, tính né tôi tới cỡ nào đây? Vậy thì á, đi hết đi, đừng về cái nhà này nữa. Mẹ, con hứa với mẹ sẽ bảo vệ ba lành lặn trở về. Mẹ yên tâm nha. Cái bà này, lúc cha con tôi đi chống dịch đó, bà cản ngăn bà mong ở nhà. Bây giờ cha con tôi về rồi, tại sao bà lại bỏ đi? Ông đó, ông xem lại á, cha con đã làm gì rồi. Tôi nói có khi nào mà cha con ông nghe đâu. Đi biền biệt á, cả tháng trời. Rồi bây giờ về á, thì bà ơi, bà đâu rồi? Tôi về rồi nè. Ai đây? Con của ai vậy? Dạ, con là con mà má. Là con của hai vợ chồng bị Covid ở trong bệnh viện á. Hai vợ chồng mất rồi, để lại đứa bé về. Lan nó thấy tội nghiệp nó đem về nuôi đó. Hai cha con ông có còn coi tôi á là cái gì ở trong nhà này không? Mà tự ý không vậy? Thì tôi về đây xin phép bà nè. Nó cũng là đứa con nít thôi. Một đứa con nít thôi. Ừ. Con nít không phải là con người hả? Tôi với ông á còn sống được bao nhiêu ngày nữa? Vậy còn con Lan Anh thì sao? Ai lấy nó? Ai chấp nhận mà nó nuôi một đứa con nít như vậy? Rồi còn tai tiếng nữa, ai sẽ chịu đây? Trời ơi, tại sao mà tôi khổ như vậy nè trời? Bây giờ tôi phải đi lên chùa, tôi phải ra khỏi cái nhà này nè, để rồi cho cha con ông muốn làm sao đó thì làm. Tôi đi liền giờ. Bà đừng có đi mà. Mẹ, từ nhỏ con được mẹ nuôi dạy, thương người như thể thương thân, sách lành đùm bọc dở hay đỡ đần. Cho nên đứng trước đứa bé như vậy, không thể kìm lòng được mẹ. Con đã 30 mấy tuổi rồi, con còn được bố mẹ chăm sóc đỡ đần. Huống chi đứa bé này mới được vài ngày tuổi, đã không còn cả cha lẫn mẹ, con thấy nó đáng thương vô cùng. Mẹ không thấy đáng thương sao? Mẹ nhìn xem, đứa bé này có đôi mắt to tròn, giống hệt như con hồi nhỏ vậy. Bà nhìn đi, ông cũng là số phận đó bà. Cô làm cái gì vậy? Đồng đội con trong vùng đỏ hết cả rồi, mọi người đang cần con ba. Con cởi cái đồ này ra ngay. Sao chị không vô nhà? Chị đứng đây chi vậy? Hết dịch rồi là chị hai con về rồi con ơi. Bờ. Lan Anh, cô làm cái gì vậy? Ba ơi, ba cho con đi ạ. Đồng đội con trong vùng đỏ hết cả rồi, mọi người đang cần con ba. Con cởi cái đồ này ra ngay. Chống dịch có nhà nước lo.
Người ta khỏe, người ta đi được, người ta lo được. Còn con bầu bì gì sao mà đi? Ba khỏi lo ba ơi, con là bác sĩ mà. Bác sĩ như chồng con đó, một đi không trở lại. Bây giờ con muốn giống nó hả, cãi lời cha mẹ hả? Ba ơi, anh đi chấm dịch chưa tròn, nay con thay anh hoàn thành nhiệm vụ, con xin ba đó. Rồi rồi, đi đi, mình đi đi thì đừng có quay về đây nữa. Ba. Ba ráng giữ sức khỏe nha ba. Hết dịch rồi con về với ba. Trời đất ơi, chị hai, chị về nhà sao chị không vô nhà? Chị đứng đây chứ vậy? Trời ơi, mày tránh xa chị ra đi. Chị tiếp xúc với em không nhiều lắm, lỡ có chuyện gì sao? Chị đừng có lo, em khỏe như trâu vậy mà bệnh gì? Mày khỏe chứ ba lớn tuổi rồi. Nhớ ba có mạnh hệ gì thì sao? Chị không muốn làm đứa con bất hiếu đâu. Mà chị ráng giữ gìn sức khỏe đó, còn về với ba với em nữa. Ừ, chắc chắn rồi. Em ở nhà nhớ tuân thủ 5K nha. Rồi còn giúp chị chăm ba nữa. Chị an tâm đi, có gì em nói chuyện với ba cho. Ừ, chị cũng mong ba thông cảm cho chị. Trời ơi, chị hai, chị làm sao vậy? Chị có sao không? Sao chị em vô bệnh viện khám đi. Vô trọng còn có thuốc thang nữa, để vậy nguy hiểm lắm. Chị được cái khéo lo, chị là bác sĩ, chị sẽ biết cách chăm sóc bản thân mình. Nhưng mà... Không sao đâu, chị còn phải bảo vệ cục vàng cho bụng chị nữa mà. Mà nghe em nói nè, chị nhất định phải trở về đó nha. Ba la chị vậy thôi chứ ba thương chị nhất đó. Nhất định phải trở về, nghe lời em nói đó. Ừ. Tình hình đây là... Hết dịch rồi là chị hai con về rồi con ơi. Bà, chị hai không về được nữa đâu. Con nói cái gì? Con nói cái gì vậy? Chị hai bị Covid mất rồi. Đây là hũ cốt của chị hai nè ba. Lan Anh ơi, ba nói con đi đi không về mà con không về thiệt sao con? Hôm trước chị hai có về nhà ghé thăm ba mà chị không có dám vô. Chị hai mong ba hiểu cho chị. Ba thương chị con, ba lo ba mới nói vậy chứ đâu.